Ngắm ơi. Rồi. Ôi, kìa. Ủa, con này còn tỉnh. Má ơi, còn tỉnh. Dướng luôn rồi. Con cá này bự. Cái tay lưới 10 phân này nè cả nhà. Dân dí được một số cá bự như vậy nè. Bự hơn cũng có, còn cả ký. Dạ, tên Dân kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Dân lại tiếp tục giăng tay lưới bỏ qua đêm 10 phần ở đây. Bao hết chỗ này luôn, 100 mét. Giờ là tranh thủ đi thăm. Lưới này thì cũng khá là nhiều cá bự rồi. Mình cho vô trong cái túi lưới này rồi bỏ vô thao nữa. Không lẽ ăn muối ta. Hồi nãy tưởng không có bụi không à. Một đống ghét luôn. Tưởng vào chỗ đó dính con cá bụi rồi. Chàng ơi. Cặp ốc bự chè. Ngắm ơi. Rồi. Ôi, kìa. Ủa, con này còn tỉnh. Trời ơi. Má ơi, còn tỉnh. Dướng luôn rồi. Con cá này bự. Còn nữa không? Con cua. Ôi trời ơi. Có cái gì mà sau lưng vậy? Con cá này là mới dính nè. Con hồi nãy là mình nghĩ nó dính sớm. Ngủm cua tỏi à. Cái tay lưới 10 phân này nè cả nhà. Dân dí được một số cá bự như vậy nè. Bự hơn cũng có, còn cả ký. Con nào đáng con đó. Cá bự hiếm lắm nên nó thưa rồi. Cho nó chắc. Phải có bao tay nha, không có bao tay là khó lắm hả. Ôi, còn nó bự nè. Con cá này hơn nửa ký. Khoảng 700 gram. Mình cầm cá bự hoài mình biết. Bữa nay không có đem đi cân. Mai bán phút cuối nha cả nhà. Cái đài lưới mình đang đó kìa. Còn con à, nãy nó ngủm kìa. Bỏ sót nó, thấy con này quận quá chạy lại hốt. Quay lại gỡ cái em nó đẳng. Ôi, em này cũng khá bự. Lưới bự dính cá khủng. Mình nghĩ em này làm khô được. Ui. Ngủm à. Nè, nhỏ xíu xíu à, cái bàn tay này. Ồ. Kỳ cục. Mình sợ chỗ này. Rồi đi lên luôn chứ hồi nãy mình thấy tới cái đài đâu có giật phao đâu. Lên coi nha cả nhà. Lên đây coi cho nó nhanh gọn lẹ đi. Mình quay lại mình cuốn tay lưới về rồi còn đi làm nữa cả nhà ơi. May mắn phút cuối. Tưởng đâu là ăn muối không à. Hên được hai con.
con này bự nè, đỏ. Con này tươi thì mình nấu canh hay làm gì đó, chiên xù cũng được. Em này á, là dân sẽ làm mà khô. Đây, em ơi, cá lóc này á, thì may mắn nó mắc găng thôi, nó cũng xui xẻo nó thôi, thả em luôn. Tưởng nó ăn muối rồi, phút cuối mỉm cười, may mắn nha cả nhà. Cá bự thì giờ còn hiếm lắm, mình bắt nhiều rồi cũng thưa rồi. Lưới 10 phân mới cho được, em nói vô trong thao chứ không thôi lưới nhỏ là vô phương đi. Trừ khi trường hợp mình may mắn nó mắc găng nhào để hốt giống như lưới 7 phân chín gờ vậy đó. Giờ dân xuống cuốn tay lưới đi về, lạnh quá. Dạ thanh dân, kết thúc cái chuyến đi thăm tay lưới 10 phân phút cuối. Dạ thanh dân, kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.